Ok, rồi. Vậy bây giờ là mình trước khi mà mình vào cái bài học hôm nay á, thì như thường lệ hôm nay là thứ bảy đúng không? Cô sẽ sửa bài tập cho các bạn. Rồi ok, đây là cái màn hình mà cô đã share lên đây cho các bạn nhìn thấy ha. Rồi. Bây giờ cô sẽ sửa bài tập lần lượt từng bạn có mặt trong lớp mình ngày hôm nay. Và sau đó mình sẽ tiến hành mình học nhanh một xíu bởi vì tuần này mình phải kết thúc sách để tuần sau mình bắt đầu học chương trình lớp 5 nha. Rồi, cô quán triệt như vậy ha, nên là nay cô sẽ dạy nhanh, cô sẽ dạy cho các bạn hai bài luôn, được chưa? Rồi. Nên là bạn nào mà theo không kịp cái tốc độ của cô thì có thể là hỏi lại cho cô, hỏi lại rồi cô sẽ giải thích lại cho ha. Rồi, bây giờ các bạn nhìn trên màn hình này. Ok, mình sẽ bắt đầu sửa bài của các bạn ha. Các bạn là lớp 4A1 ha. Rồi. Bây giờ ok, trước tiên cô bắt gặp bài của bạn Hải trước tiên nha, mình sẽ sửa bài bạn Hải trước ha. Rồi bắt đầu nghe nha các bạn. Listen to one block, listen and repeat. What are you doing my MP3 from my summer holiday? Where are you going? I'm going to Phú Quốc. What are you going to Rio? Then I'm going to swimming in the sea. That's weird. I'm like swimming in the sea too. Goodbye, teacher. Rồi ok, sau khi nghe của bài Hải thì bài của Hải thì cô có vài từ cần sửa với Hải như sau nè. Hải ơi, em có trong lớp không? Hải ơi. Ok, bạn Hải đó rồi nhỉ? Bạn Thanh Hải. Hải đâu rồi? Ok, nếu mà Hải không trả lời cô thì cô sẽ pass qua và cô sẽ sửa bài của bạn khác. Sau đó một xíu sẽ quay lại bài của Hải nha. Rồi bây giờ đến bài của Quốc Cường này. Want my world my because only want my world one of summer holidays. Yes, I love summer. It's Christine, where are you going this summer from? I'm going to Halong Bay. Yes, Korea. What about you guys? I'm Fukua. I'm going to Fukua. Where about you, Tom? Where are you going to do? I'm going to stay at home because I have to learn Vietnamese. Goodbye. Quốc Cường ơi, Quốc Cường đang nộp bài tập nào cho cô thế? Cường, Cường nộp bài tập mấy vậy? Nhanh nào. Quốc Cường làm lộn bài tập đúng không? Vâng ạ. Rồi. Ok. Nghĩa là vậy là Cường 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 đang làm bài tập mấy nộp cho cô vậy? Lesson 1. Lesson 1. Rồi cô. Rồi vậy là ok, Cường nộp bài tập này hả? Rồi. Vâng ạ. Ok. Rồi bởi vì Cường nộp bài tập này nên cô sẽ sửa cho bài tập này một số từ luôn ha. Rồi. Từ này đâu là gì Cường? Until. Until. Đúng rồi. Còn đây. Hạ Long Bay hoặc là Ha Long Bay đều được. Đọc lại cho cô. Hạ Long Bay. Đúng rồi. Ok. Vietnamese rồi, tất những cái từ còn lại thì cô thấy đọc ổn ha.
Rồi bây giờ bạn Hải có trong lớp chưa nhỉ? Hải có trong lớp thì bật camera lên ngay lập tức nè. Rồi bây giờ cô sẽ sửa bài cho Hải nha. Khi nãy cô đã nghe clip bài tập của Hải rồi, và những cái từ mà Hải cần sửa này, đầu tiên là cái này nè. Từ này đọc là gì? Preparing. Preparing. Đúng rồi. Đây là đọc là gì? Summer holiday. Có phải là summer không? Summer holiday. Đúng rồi, summer holiday. Rồi. I'm in the vitamin C này, câu này đọc lộn nhưng mà cuối cùng sửa lại đúng này. Rồi ok, đọc cho cô cái này. That's great. That's great. Đúng rồi. Rồi, ha, đó là những cái từ cần sửa cho Hải. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là bài của Minh Thư. I'm preparing for. What are you doing, my? I'm preparing for my summer holidays. What? Where are you going? I'm going to Phú Quốc. What are you going to do there? I'm going to swim in the sea. That's great. I like swimming in the sea too. What are you doing, Mai? I'm preparing. Ok, sorry, nãy giờ cô chưa mở mic. Rồi, bạn Thư có nhận xét là đọc khá là tốt, nhưng mà Thư cần phải khơi phát âm lớn lên một xíu ha, đọc lớn lên, bởi vì đọc nhỏ cô nghe không được Thư ơi. Với lại tự tin lên xíu nha. Còn cái khả năng đọc của Thư thì cô biết là đọc cũng khá là tốt ấy. Rồi, còn một từ cô cần sửa là từ này. Từ này sao bạn nào cũng sai thế. Thư đọc lại từ này cho cô nghe này. Thư đâu rồi? Preparing Thư. Preparing. 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 Đúng rồi, preparing ha. Rồi bây giờ tiếp theo này. Tiếp theo sẽ là bài của bạn. Hôm bữa cô nhớ Khánh Huyền có nộp bài rồi mà nhỉ? Đợi cô xíu nha, để cô tìm lại bài của. Ok, và Hoàng Long là chưa, Hoàng Long chưa nộp bài cho cô nha. Các bạn nộp bài tập hết rồi, chỉ có Hoàng Long thôi. Hoàng Long nghe rõ chưa? Vâng ạ. Rồi. Hoàn thành nộp cho cô trước buổi học ngày mai nha. Rồi, có Hải, có Minh Thư, có ok, có Quốc Cường rồi, có Khánh Huyền này. Mình nghe bài Khánh Huyền nha. What are you doing, mate? I'm preparing for my summer holidays. Where are you going? I'm going to Phú Quốc. What are you going to do there? I'm going to swim in the sea. That's great. I like swimming in the sea too. Bye bye, sister. Rồi, có bye bye teacher nữa hả? Có bye bye teacher nữa hả? Rồi, ok. Rồi, có một điều cô muốn nói là bài tập hôm nay bạn Khánh Huy là người đọc hay nhất. Ok chưa? Rồi, bình thường thì các bạn có thể thấy là bạn Huyền ở trong lớp, bạn Huyền phát âm hơi bị khó đúng không các bạn? Nhưng mà nay là bạn Huyền đã khắc phục được rất là tốt và bạn Huyền... Ok, bài tập này Huyền hoàn thành rất là tốt ha. Cô đánh giá là đọc hay nhất trong tất cả các bạn hôm nay luôn. Được chưa? Huyền có nghe rõ cô nói gì không? Em có. Rồi, ok, cố gắng phát huy nha. Rồi, tức này có những cái từ mà các bạn sai mà bạn Huyền đã đọc được đúng này. Đầu tiên là từ preparing. Mặc dù bạn còn khó khăn trong việc phát âm nhưng mà bạn đã cố gắng đọc từ
đọc được từ preparing ha, mặc dù bạn đọc bị dính, bạn đọc là preparing đúng không? Preparing đúng không? Rồi, là cô biết là bạn Huyền bị khó khăn trong cái việc đọc với các bạn, bởi vì là chúng ta sinh ra là cái... ok, cô nghĩ là bạn Huyền bị cái vấn đề về lưỡi của mình á, nên là bạn Huyền phát âm hơi bị khó so với chúng ta các bạn. Nhưng mà bạn Huyền đã rất là cố gắng ha. Rồi, từ summer holidays, bạn Huyền đọc rất là đúng, đặc biệt là từ summer, không có summer này, bạn Huyền không có đọc là summer. Bạn Huyền đọc là summer và holidays, bạn Huyền đọc có S đàng hoàng nha, rất tốt. Rồi, ở đây, cái câu mà what are you going to do there? Rồi, đọc cũng tốt luôn ha, bình thường Huyền hay quên cái từ there này này. Rồi, ok, từ này vẫn tiếp tục này, vẫn tốt này, đọc là that's great, good, very good ha, that's great, đọc rất là đúng ha. Rồi có một lời khen cho Huyền ha, rất là tiến bộ. Rồi bây giờ cô sẽ check một lần nữa xem còn sót bài của bạn nào không nhỉ. Rồi có bài của Quốc Cường, Huyền, Hải, Thư. Rồi thiếu bài của Hoàng Long, còn Bắc là chưa, Nam là chưa biết cách nộp bài thôi ha. Rồi Hoàng Long hoàn thành bài tập nộp cho cô trước buổi học ngày mai nha Hoàng Long. Vâng ạ. Rồi cô nhắc là cứ vâng ạ, nhưng mà ít khi nào thấy tê hoàn thành nhiệm vụ lắm nha. Rồi bây giờ thì ok, bây giờ mình sẽ vào bài học nha. Rồi cô nhắc lại cho các bạn một điều này, đó là chúng ta học sắp hết sách của lớp 4 rồi, nên là bây giờ cô sẽ đẩy nhanh tiến độ để dạy cho xong các bạn sách lớp 4 luôn trong tuần này, và tuần sau mình sẽ sang sách lớp 5, được chưa? Nên là bài cô dạy có thể là hơi nhanh so với bình thường một chút, nên bạn nào nghe không được ấy, nghe không rõ hay là không có hiểu bài ấy, thì có thể hỏi lại cô nha. Rồi cô nói như vậy ha, nhớ nha, không hiểu phải hỏi lại cô. Rồi các bạn hết sức tập trung, bởi vì cô sẽ đi rất là nhanh nên là phải tập trung mình mới học được ha. Rồi đây, ok. Rồi cô nhắc lại nha. Rồi hôm vừa rồi mình học lesson 2 right? Rồi lesson 2 mình học về cái việc hỏi và trả lời về cái điều mà cái người kia sắp làm và người, và cái việc mà người kia đang làm ở hiện tại và người ta sắp làm trong tương lai. Ok, được chưa? Nghĩa là gì? Ví dụ là có câu what are you doing Mai? Bạn đang làm gì thế Mai? I'm preparing for my summer holidays. Tôi đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè của mình. Ok, ok. Rồi tiếp tục là where are you going? Bạn sẽ đi đâu? Kiểu vậy ha. Còn đây, rồi mình có hai, mình có một cái mẫu câu mình cần biết, đó chính là cái câu what are you going to do ha. Các bạn chú ý từ going to. Going to nó tương đương cái nghĩa với will, có nghĩa là sẽ, nghĩa là một cái việc mình sẽ làm trong tương lai, và cái câu what are you going to do có nghĩa là bạn sẽ làm gì. Ok, rồi I'm going to, tôi sẽ, rồi là cái gì đó ha. Và cái chủ đề của cái unit này liên quan tới du lịch đúng không các bạn, nên là sẽ là những cái việc làm mà mình ở cái địa điểm du lịch của mình, ví dụ như là stay in a hotel, ở khách sạn đúng không, ở tại khách sạn thôi. Eat seafood, đúng không? Ăn hải sản. Build sand castles, xây lâu đài cát. Go on a boat cruise, ha, đi dạo biển bằng trên thuyền ha. Rồi và mình có hai cái mẫu câu là where are you going this summer? Bạn sẽ đi đâu vào mùa hè này? Bạn đi đâu vào mùa hè này? Mình sẽ hỏi về nơi sẽ đi đúng không? Còn đối với cái việc sẽ làm thì mình sẽ dùng cái mẫu câu là what are you going to do this summer? Ha, nơi sẽ đi thì dùng từ where và việc sẽ làm thì dùng từ what, được chưa? Rồi đó là bài của mình hôm vừa rồi ha. Rồi mình sang những cái bài tập thứ tư, thứ năm thì là đều là bài tập củng cố cho các bạn hết. Rồi bây giờ mình sẽ sang lesson 3 này các bạn, chú ý nha. So today we're going to lesson 3 and now, okay, part 1, listen and repeat. Okay, như thường lệ ha, các bạn sẽ phải nghe và sau đó lặp lại ha. Rồi ở đây mình có 4 cái từ này, và bên cột bên trái là 4 cái từ vựng, và bên phải sẽ là 4 cái ví dụ tương ứng với 4 cái từ vựng đó ha. Rồi các bạn lắng nghe, coi cho các bạn nghe 2 lần ha.
Page 68, Lesson 3, Activity 1. Listen and repeat. Delicious. Seafood is delicious. Enormous. The hotel by the sea is enormous. November. He is going to visit Sapa in November. December. Linda is going to London this December. Page 68, Lesson 3, Activity 1. Listen and repeat. Delicious. Seafood is delicious. Enormous. The hotel by the sea is enormous. November. He is going to visit Sapa in November. December. Linda is going to London this December. Rồi bây giờ cô sẽ đọc này cho các bạn nghe này. Đầu tiên mình có từ là delicious. Các bạn có thấy dấu người ta ghi một cái dấu phẩy lên ở chỗ delicious không? Nên các bạn sẽ phải đọc là delicious. Ok, đọc chữ ly cao hơn là hai chữ còn lại ha. Rồi ví dụ tương ứng là seafood is delicious. Ok. Enormous. The hotel by the sea is enormous. November. He's going to visit Sapa in November. December. Linda is going to London this December. Rồi bây giờ mỗi bạn đọc một câu cho cô luân phiên ha, và các bạn còn lại lắng nghe cái cách đọc của bạn mình ha, và mình về nhà mình luyện tập thêm. Rồi, từ đầu tiên sẽ là Quốc Cường. Delicious. Rồi, delicious. 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 Đúng rồi. Delicious. She see gì? Seafood. First. Seafood. Seafood. Is delicious. 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 Một là delicious, hai là delicious ha. Ok. Rồi, từ tiếp theo. Bác, Nam, I'm sorry. Rồi, enormous. Enormous. Đúng rồi, enormous. Có S giúp cô này, enormous. Enormous. Rồi. The hotel. The hotel. In by the sea. By the sea. In the, in. Is enormous. In the enormous. Is enormous. In the enormous. Is không phải là in. In the enormous. Đúng rồi, rồi đọc lại cả câu cho cô nghe này. In a hotel in. Này, Nam, nhìn vào màn hình và đọc này. Vâng. Lại the gì? The hotel. The hotel. Nam ơi. Nam ơi. Nam, Nam nhìn vào màn hình và đọc từng từ này. Chứ không phải là mình học thuộc mình đọc nha. Mình nhìn vào màn hình mình đọc này. The hotel by the sea is enormous. The hotel by the sea in the is enormous. In the manner. Is enormous. In the manner. Is enormous. In the manner. Rồi, đọc lại nha. Enormous. Enormous.
Cô đọc là enormous mà sao Nam cứ đọc là enormous là sao? Enormous. Enormous. Rồi, Nam đọc chữ này cho con. Enormous. Enormous. Đúng rồi, enormous. Enormous. Đúng rồi, không có đọc enormous nữa nha. Enormous. Enormous. Đúng rồi, enormous, được rồi đó. Rồi, từ thứ ba. Hải. Hải đâu? Rồi, 2 phút nữa không trả lời cô Kích nha. Rồi, từ thứ ba, Khánh Huyền. Nó có thể một bài. November. Đúng rồi. He is going to visit. Visit Sapa in November. Good job. Rồi, từ cuối cùng, Hoàng Long. Hoàng Long đâu? December. Đúng rồi. Linda is going to London. This London, London. London, this December. Đúng rồi, December. Rồi bây giờ Minh Thư, cô nhờ Minh Thư đọc lại tất cả 4 cái từ mới này cho cô. Các bạn nghe Minh Thư đọc này, ôm lại cho các bạn này. Delicious. Rồi Thư đọc lớn lên cho các bạn nghe này. Delicious. Đúng rồi, delicious. Ok, tiếp tục. Enormous. Enormous. Rồi enormous. Tiếp tục. November. Đúng. December. Rồi, ok. Rồi, cô nhắc lại mình có 4 từ là delicious, enormous, November and December. Rồi, bên đây là ví dụ, ok. Vậy, delicious nó có nghĩa là gì? Rồi, bạn nào, trước tiên câu hỏi này, có bạn nào biết delicious là gì không? Rồi, Minh Thư, delicious là gì? Nó có là ngon ạ. Ok, các bạn chú ý nha, delicious có nghĩa là ngon miệng ha. Ngon, một cái món gì đó ngon thường là dùng để nói về thức ăn ha các bạn. Được chưa? Ngon. Ok. Rồi. Tiếp tục enormous. Ok, khoan đã. Rồi mình có từ delicious là ngon đúng không? Vậy bạn nào cho cô biết seafood is delicious có nghĩa là gì? Hoàng Long. Có cho cô là hải sản rất ngon ạ. Ok, hải sản thì ngon ha. Rồi good. Rồi bây giờ mình sang enormous. Ok các bạn. Enormous is something bigger than big. Ok, enormous là nó diễn tả một cái gì đó nó to hơn cả cái từ to nữa. Nghĩa là gì? Nó là khổng lồ ha, là rất là to lớn, nó là khổng lồ. Ok chưa? Rồi, enormous là rất là hùng vĩ ha, rất là hùng tráng, rất là khổng lồ ha. Được chưa? Một cái gì đó rất là to lớn kiểu vậy ha. Rồi, vậy dịch cho cô câu The hotel by the sea is enormous. Hải. Nhanh nào các bạn. Mình đang bị mất thời gian ấy. Hải. The hotel by the sea is enormous là gì? Hotel là gì Hải? Hotel là gì? Hotel là cái nơi mà mình sẽ ở khi mà mình đến địa điểm du lịch mình gọi là gì? Không có là cái nơi mà mình ở khi mà mình đi du lịch mình gọi là gì? Mình sẽ ở đâu khi mình đi du lịch? Con cô là ở nhà nghỉ ạ. Rồi, nhà nghỉ hoặc là lớn hơn nhà nghỉ là gì?
khách sạn ạ. Đúng rồi, hotel là khách sạn. Rồi tiếp tục này. Khách sạn ở đâu? Khách sạn bên bờ gì? Sea. Rồi dịch cho cô Hoàng Long. Cô cho cô là khách sạn bên bờ biển rất to. Đúng rồi, rất to ha, rất là hùng vĩ, rất là khổng lồ ha, rất to ha. Rồi November, rồi cho cô biết November là tháng mấy Nam? Nam biết không? Nam ơi. Rồi, bạn Nam. Nam ơi, con đang bị đường truyền, con đang bị đứng ha. Rồi, Nam đợi một xíu. Rồi, ok. Nam nói thử con nghe xem. Rồi. Nam ơi, Nam mở mic lên nè. Rồi. November là tháng mấy Nam? November là tháng... Nhẩm xem. 12 à cô? Rồi, bé hơn tháng 12. 11. Đúng rồi, November là tháng 11 này. Còn December mới là tháng 12. Nam rõ chưa? Rồi, November là tháng 11 này, December là tháng 12. Ok chưa? Rồi, vậy dịch cho cô cái ví dụ he is going to visit Sapa in November, Quốc Cường. Con ông cô là tôi được đi Sapa vào tháng 11. Hay là tôi hả? Hay là ai? Anh ấy được đi. Đúng rồi, anh ấy sẽ đi vào tháng 11. Rồi, anh ấy sẽ thăm Sapa vào tháng 11. Rồi visit là thăm nha. Kiểu vậy ha. Tham quan hoặc là thăm vậy đó, kiểu như là tham quan hoặc là thăm viếng kiểu vậy ha. Rồi December khi nãy cô mới nói rồi, tháng 12. Rồi dịch cho cô cái ví dụ là Linda is going to London this December, Hải. Nhanh nào các bạn, nhanh nào. Cô gọi thì mở mic lên trả lời ngay lập tức. Hải chưa mở mic nè. Rồi, dịch cho cô câu này. Linda sẽ tới đâu? Hải ơi, mở mic lên này. Chưa mở mic kìa. Rồi, Linda sẽ tới đâu? Con cô sẽ tới London ạ. Vào? Con cô là vào tháng 12 ạ. Đúng rồi, Linda sẽ tới London vào tháng 12 rồi. Các bạn nhìn lại bốn từ này. Mình có từ delicious là ngon. Enormous là rất to lớn, là hùng vĩ khổng lồ ha. Rồi, November là tháng 11 và December là tháng 12. Hai cái tháng này phân biệt cho cô nha Nam. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ sang phần 2. Listen, circle and write, then say aloud. Ok, như thường lệ mình sẽ có phần nghe đúng không? Phần 2 này mình sẽ nghe khoanh tròn đáp án và sau đó mình sẽ viết vào cái đáp án này. Nhưng mà cô nghĩ là cái việc khoanh tròn là đủ rồi ha. Ok, còn cái việc viết về nhà các bạn có thể viết. Rồi, then say aloud. Ok, sau đó các bạn sẽ đọc đáp án này cho cô nghe. Rồi, đây mình có 4 câu ha. Các bạn sẽ được nghe 2 lần, sau đó đọc đáp án cho cô. Tập trung chú ý nghe nha. Page 68. Activity 2. Listen, circle and write. Then say aloud. 1. Seafood is expensive. Mở bạn chờ để cho Hải học bài trong ngồi chơi nha. We stay in an enormous hotel. 3. Page 68. Activity 2. Listen, circle and write. Then say aloud. 1. Seafood is expensive. 2. We stay in an enormous hotel. 3. We are going to Ho Chi Minh City this November. 4. Is your holiday in September?
Page 68. Activity 2. Listen, circle, and write. Nghe một lần nữa nha. Then say aloud. 1. Seafood is expensive. 2. We stay in an enormous hotel. 3. We are going to Ho Chi Minh City this November. 4. Is your holiday in September? Ok, rồi bây giờ bạn nào nghe được đáp án giơ tay cho cô xem này. Hoàng Long, Minh Thư, Quốc Cường. Rồi, ok. Rồi, vậy là tất nhiên ba bạn này sẽ là ba người chỉnh đáp án lại ha. Rồi, ba bạn câu hỏi sẽ là Khánh Huyền, Nam và Hải ha. Rồi, Huyền cho cô biết đáp án đầu tiên. Rồi, khi đọc đáp án sẽ đọc cả cái câu cùng với đáp án luôn. Được chưa? Cô là ơi. Rồi. Seafood is delicious. Delicious. Đúng rồi, delicious. Delicious. Đúng rồi, seafood is delicious là gì Huyền? Em thưa cô là seafood là gì? Seafood có nghĩa hải sản ạ. Đúng rồi, vậy hải sản như thế nào? Hải sản thì tươi ngon. Đúng rồi, thì ngon ha. Rồi, ok. Câu 2, Nam nghe được không Nam? Em nghe được một ít thôi. Rồi, rồi, Nam nghe được gì cho cô đáp án nghe thử. Cô cho cô đáp án thử này. Em thưa cô là cô B ạ. Rồi, ok, câu B. Rồi, đọc cả câu kèm đáp án cho cô nghe này. We stay in an enormous hotel. Rồi, good, good. Rồi, câu 3, Hải cho cô đáp án. À, câu 3 là November. À. Rồi, đọc cả câu lên các bạn. Bình thường cô bảo các bạn là đọc cái câu hỏi kèm câu trả lời. We are going to Ho Chi Minh City. November. Rồi, November. Ok. Rồi. Câu 4. À, cô mời bạn Minh Thư. Thư ơi, câu 4 này. À, Thư bị ao ra rồi các bạn. Rồi, vậy làm câu 4 cho cô đi Quốc Cường. Hello, cô ạ. Muốn đi is your holiday in December. Rồi. Minh Thư vào lại lớp chưa nhỉ? Rồi. Ok. Mình sẽ... Rồi, bây giờ mình sẽ nghe và check cái đáp án lại nha. Page 68. Activity 2. Listen, circle, and write. Then say aloud. 1. Seafood is expensive. Ok, rồi. Hoàng Long nghe được cái gì? Câu 1 ấy. Seafood is... Có cho cô là... Seafood is... December. Rồi, chọn đáp án A or B. Thằng Lâm chọn đáp án A or B. A hay B? A ạ. Rồi, ok, các bạn nghe lại nha. Nghe lại nha, nghe lại này. Listen, circle, and write. Then say aloud. 1. Seafood is expensive. Này, seafood is expensive. Được chưa? Seafood is expensive. Được chưa Khánh Huyền? Được chưa Hoàng Long? Hai đứa?
Các bạn, seafood is expensive. Rồi nghe lại một lần nữa này. Activity 2. Listen, circle and write. Then say aloud. 1. Seafood is expensive. Nghe chưa? Expensive. Được chưa? Seafood is expensive. Expensive có nghĩa là gì? Bạn nào vậy? Alo, bạn nào vậy? Bạn nào mới nói vậy? Rồi, expensive nha. Rồi các bạn, bạn nào biết expensive là gì? Bạn nào biết expensive là gì? Rồi, ok, expensive có nghĩa là đắt tiền ha. Nó đối lập với lại cheap ha, đắt tiền hoặc là mắc ha. Ok, được chưa? Nghĩa là gì? Hải sản rất mắc, hải sản thì mắc, rất là mắc, rất là đắt tiền ha. Được chưa? Nghe chú ý nghe kỹ nha. Rồi, không phải câu nào cũng là những cái từ mà mình đã học đâu nha các bạn. Ok, nên phải chú ý vấn đề đó. Rồi, tiếp tục đối với câu 2 này. 2. We stay in an enormous hotel. Rồi, good job. Câu 2 là câu chính xác ha. We stay in an enormous hotel. Rất là tốt nha Nam. Rồi, bây giờ câu 3 này. 3. We are going to Ho Chi Minh City this November. Okay, good job, Hải. We are going to Ho Chi Minh City this November. Rồi, chúng tôi sẽ thăm thành phố Hồ Chí Minh vào November là tháng mấy, Hải? Thư mở camera này, Thư. Hải ơi, November là tháng mấy? November tháng 11 ạ. Okay, good job. Rồi, đến câu thứ tư này. 4. Is your holiday in September? Rồi. Is your holiday in September? Được chưa Quốc Cường? Quốc Cường ơi. Cường ơi. Rồi, September. September là tháng mấy Cường? Tháng 12. No, tháng 12 là December. Vậy September là tháng mấy? Nhớ không? Nhớ không? Tháng 6 á. Rồi, không. Thư ơi, September là tháng mấy? Nói cho Cường nghe này. Tháng 9. September là tháng 9 nha các bạn. Nhớ nha. Những cái từ vựng này nhớ nha. Tháng 9. Ok. Rồi, nhìn lại đáp án ha. Seafood is expensive. Hải sản thì đắt tiền. We stay in an enormous hotel. Chúng tôi ở trong một cái khách sạn rất là rộng lớn, rất là hùng vĩ ha, rất là khổng lồ. We are going to Ho Chi Minh City this November. Chúng tôi sẽ thăm thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 này. Is your holiday in September? Có phải cái kỳ nghỉ của bạn vào tháng 9 không? Rồi, bây giờ đến với phần 3 này. Phần 3 ha, mình sẽ là let's chant. Mình sẽ hò, nghĩa là mình sẽ đọc theo nhịp. Cái bài tên là Where are you going? Bạn sẽ đi đâu? Ok, bạn đang đi đâu? Ok, bạn đang đi đâu ha các bạn? Bạn đang đi đâu? Rồi, bây giờ các bạn sẽ nghe. Cô sẽ cho các bạn nghe cái bài này trong một lần. Và cô sẽ đọc cho các bạn một lần. Sau đó mình sẽ bắt đầu đọc ha. Page 68, Activity 3. Let's chant. Where are you going? 1, 2, 3, 4. Where are you going for a holiday? To Ha Long Bay. When are you going? In November. Where are you going to stay? In a hotel. What are you going to enjoy? Delicious seafood. What are you going to do then? Swim in the sea. Rồi, cô đọc lại cho các bạn nghe này. Where are you going? Bạn sẽ đi đâu đúng không? Rồi, bạn sẽ đi đâu? Nếu mà dịch theo cái kiểu là
thì một việc xảy ra trong tương lai gần. Còn nếu mà một việc đang diễn ra thì mình sẽ dịch là bạn đang đi đâu ha. Và cái việc mình đi du lịch chắc là chính là một cái việc mà xảy ra trong tương lai gần, nên cô sẽ dịch đó là bạn sẽ đi đâu. Được chưa? Rồi, where are you going for a holiday? To Hạ Long Bay, to Hạ Long Bay. When are you going? In November. Where are you going to stay? In a hotel. What are you going to enjoy? Delicious seafood. What are you going to do then? Swim in the sea. Ok, rồi bây giờ lớp của mình có bao nhiêu bạn? Có 6 bạn đúng không? 6 bạn sẽ thay phiên đọc cho cô đúng không? Mình có 2, 4, 6, 8, 10, 10 câu ha. Và cái... Rồi, bây giờ cái tựa đề đúng là tính thêm một câu nữa là mình có 11 câu đúng không? Rồi bây giờ đọc theo thứ tự này. Bạn đầu tiên sẽ là Khánh Huyền, tiếp theo sẽ là Hải, rồi tới Thư, rồi tới Hoàng Long, tới Nam và tới Quốc Cường. Được chưa? Tới lượt của mình thì mở mic lên đọc. Rồi nghe lại thứ tự nha. Huyền, Hải, Thư, Long, Nam, Cường. Ok, rồi đọc theo thứ tự của mình. Rồi Huyền đọc trước. Em đọc bài. Huyền sẽ đọc tựa đề ấy. Where are you going? Where rồi, are you going? Rồi, rồi. Stop, stop. Mỗi bạn đọc một câu thôi ha. Rồi, Hải tiếp tục. Nhanh nào, stop. Nhanh nào. Where to Hạ Long Bay? Where are you going for a holiday? Bạn Huyền đọc tựa đề. Hải sẽ đọc câu đầu tiên này. Where are you going for a holiday? Rồi, tiếp tục Thư. To Hạ Long Bay. Rồi. Hoàng Long. Hoàng Long, nhanh nào các bạn, nhanh nào. When are you going? Rồi. Quốc Cường. In November. Rồi. Nam. Where are you going to stay? Stay. Stay. Đúng rồi. Rồi. Huyền. Nhanh nào Huyền. In a... In a hotel. Đúng rồi. Tiếp tục. Hải. When are you going? What are you going to? What are you going to? Tựa đề đọc là gì? Enjoy. 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 Thư. Thư ơi. Thư mở mic chưa nhỉ? Rồi, đọc cho cô câu này. Delicious seafood. Delicious seafood. Rồi. Hoàng Long. Hoàng Long, mở mic lên nào. What are you going to do then? Rồi, cuối cùng là Nam. Nam ơi. Em mở mic được rồi ạ. Rồi, rồi. Cuối cùng đọc câu cuối cho con nghe này. Swim in the sea. Swim in the sea. Ok, swim in the sea. Rồi, Nam đọc lại đi. Cường đọc trước rồi, giờ tới Nam đọc này. Swim in the sea. Swim in the sea. Đúng rồi. Rồi bây giờ cô nhờ Minh Thư. Minh Thư sẽ dịch một cách thật là đúng chính xác cho các bạn nghe ha. Rồi bây giờ Minh Thư sẽ dịch cả cái bài này cho các bạn nghe. Và sau đó, ok, cô đi đây một xíu, hai phút sau cô sẽ quay lại nha. Các bạn lắng nghe Minh Thư dịch cái bài này cho mình và các bạn xem tiếp sang cái bài 3 nha các bạn. Bài 4 nha. Nhớ nha. Rồi các bạn nghe Minh Thư dịch bài 3 cho mình xong rồi mình sẽ xem sang bài 4 nha. Rồi đợi cô vào cô giảng bài 4 cho ha. 2 phút nha. Rồi Thư ơi, cô nhờ Thư ha dịch cho các bạn nghe nè. Bạn sẽ đi đâu? Bạn sẽ đi đâu? Vào kỳ nghỉ hè này. Đến Hạ Long Bay.
Bạn đi đến đó bao giờ bạn, khi nào bạn đi đến đó? Vào tháng 11. Bạn đi đến đó, bạn sẽ ở đâu? Ở một khách sạn. Sở thích, bạn sẽ làm gì ở đó? Ăn hải sản. Bạn sẽ làm gì ở đó tiếp theo? Bơi trên biển. Rồi ok cô đây. Rồi bây giờ cô sẽ dịch lại cho các bạn nghe ha. Rồi cô chú ý nhắc thư cái từ Hạ Long Bay ha. Hạ Long Bay có nghĩa là Vịnh Hạ Long nha, chứ không phải là Hạ Long Bay hay là Hạ Long Bay không nha. Rồi Bay có nghĩa là Vịnh đó các bạn, Vũng Vịnh ha. Rồi bài này dịch như sau. Bạn sẽ đi đâu? Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ này? Chú ý nha, holiday là kỳ nghỉ, còn summer holiday mới là kỳ nghỉ hè ha. Rồi, to Hạ Long Bay, đến Vịnh Hạ Long. When are you going? Bạn sẽ đi khi nào? Phải chú ý when là khi nào, là từ hỏi về thời gian đi, thời gian ha các bạn. In November, vào tháng 11. Bạn sẽ ở đâu ha? Where are you going to stay? Stay là ở ha. In a hotel, ở khách sạn ha. What are you going to enjoy? Bạn sẽ thưởng thức cái gì ha? A delicious seafood, hải sản tươi ngon ha. What are you going to do then? Sau đó bạn sẽ làm gì ha? Sau đó, then là sau đó.
Swim in the sea, bơi ở biển ha, ra biển bơi ha. Được chưa các bạn? Rồi bây giờ mình sang phần 4 này. Read and complete. Ok. Rồi, mình có một cái đoạn văn ở đây ha. So all of you have to read this this short paragraph. Ok, so then all of you have to put words, ok, put appropriate words into these blank spaces, ok. Rồi, các bạn sẽ phải đọc cái đoạn văn này, sau đó điền những cái từ thích hợp vào những cái chỗ trống này tương ứng với cái đoạn văn. Được chưa? Rồi, bây giờ cái đoạn văn là như sau ha. Rồi, mỗi bạn sẽ đọc một câu cho cô nghe ha. Ok, từ từ, để cô xem có mấy câu. 4. Rồi mình có đúng 6 câu luôn ha, theo thứ tự này: Huyền, Hải, Thư, Long, Cường, Nam, Cường. Rồi Cường, Quốc Cường sẽ là cuối nha. Rồi bắt đầu này. Huyền. Huyền đâu? Mở mic lên chưa Huyền? Huyền ơi mở mic lên nào. Cô các bạn ơi, cô nhắc là các bạn phải mở mic lên liền nha, cô gọi tên là mở mic lên liền nha. Khánh Huyền đâu? Mở mic lên nè. Huyền ơi. Khánh Huyền mở mic lên chưa? Rồi đọc cho cô câu 1. Câu đầu. My parents and I are going to have a holiday. Đúng rồi. In Hạ Long Bay. Next. Saturday. Rồi, ok, tiếp tục Hải. Nhanh nào các bạn, cô gọi tên này các bạn phải nhanh lên, mở mic lên trả lời cô nhanh. Hải đâu? Các bạn chần chừ như vậy rất là mất thời gian. Rồi, đọc này. Where are you going to stay in? We are going to stay in a nice hotel. Be hả? By the sea. Good. Rồi, tiếp theo, Thư. Thư ơi. Good morning. We are going to swim in the sea. Rồi, Hoàng Long. In the afternoon này. Bạn Thư đọc câu in the morning, còn Long sẽ đọc câu tiếp theo. They are going. No. In the afternoon. In the afternoon. The afternoon. We are going to have a boat cruise. A boat cruise. And round. Around the bay. Around the bay. Rồi, in the afternoon. Đọc lại cái ba chữ này cho cô. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. The không phải the. The morning nhưng mà afternoon là phải là the. In the afternoon. In the afternoon. 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 Rồi chú ý những cái từ mà đứng đầu bằng chữ A, chữ E, chữ O, chữ U, chữ Y ngắn là sẽ đọc là the hết ha các bạn. Ha, còn những ngoại ngữ lệ là sẽ đọc là the. Được chưa? Rồi tiếp tục là Quốc Cường. We are going to have Delicious. Seafood is plentiful in the evening. In the evening. In the evening. Rồi, ok, cô bị sai thứ tự của Quốc Cường với lại Nam rồi. Ok, Nam sẽ đọc câu cuối này.
Where are you going? No, no, we are. Where are you going? Going to. Going to have a lot of. A lot of. Fun red. A fun there. We are going to have a lot of fun there. We are going to have a lot of fun. Fun there. There. Rồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn vào cái đoạn văn và điền vào cái chỗ trống ở dưới đây để tạo thành những cái câu hợp lý so với cái đoạn văn ha. Rồi bây giờ cô cho các bạn ok, có 5 phút, 5 câu đúng không? Sẽ có 5 phút để làm ha. 4 giờ 9 phút cô sẽ sửa. Làm nhanh nè. Bạn nào xong rồi nhấn vào biểu tượng giơ tay cho cô biết nha. Rồi, trong thời gian các bạn làm, cô sẽ dịch sơ cho các bạn nghe luôn ha. Các bạn cứ làm đi ha. Rồi, đầu tiên là gì? Bố mẹ của tôi và tôi sẽ có một kỳ nghỉ ở Vịnh Hạ Long thứ bảy tuần sau. Ha. Rồi, chúng tôi sẽ ở trong một cái khách sạn rất là đẹp bên cạnh biển, bên bờ biển ha. Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ bơi ở biển. Vào buổi chiều chúng tôi sẽ có một cái chuyến du ngoạn bằng thuyền xung quanh vịnh ha, vòng quanh vịnh. Chúng tôi sẽ có một cái bữa hải sản rất là ngon ở Tuần Châu hay là Tuấn Châu gì đó vào buổi tối. Chúng tôi sẽ có rất là nhiều niềm vui ở đấy. Được chưa? Rồi các bạn tiếp tục làm đi nha.
Rồi bây giờ con sẽ sửa bài này. Các bạn làm xong hết chưa? Rồi, bây giờ làm câu đầu tiên cho cô Hoàng Long. Hoàng Long ơi. They are going to have a holiday. Không có have là đã nói từ have và từ rồi này, Lâm thấy không? Thấy không? Have a holiday in Ha Long Bay. Ok, rồi tiếp tục câu 2. Nam. Nam ơi, làm câu 2 được chưa? Yeah. Nam ơi, Nam làm câu 2 cho cô ơi. Bên được truyền bên mà Nam không ổn nên cô không có nghe rõ được, nhắc lại cho cô này. Rồi, they are going to stay in a nice hotel. Hotel by the sea. Đúng rồi, by the sea. Rồi, làm câu 3 cho cô Khánh Huyền. Huyền ơi. Khánh Huyền có làm câu 3 được không? Khánh Huyền là hình như... Anh đưa cô là em có. Rồi, đọc câu 3 cho cô. In the morning, they are going to swim in the sea. Đúng rồi, to swim in the sea. Rồi, làm câu 4 cho cô Minh Thư. Cô là they are going to have have a gì thư? Jesus. Không phải đâu, không phải. Câu ở trên. They are going to have a boat cruise around the bay. Họ sẽ có một cái chuyến du ngoạn bằng thuyền ở xung quanh vịnh, vòng vòng quanh vịnh ha. Rồi, câu 5 làm cho cô Hải. Hải đâu? Làm câu 5 cho cô. Cô là câu 5 là they are going to eat. It's cái gì? Trên biển thì ăn cái gì đơn giản Hải? Cô là hải sản ạ. Rồi, có thấy không? We are going to have delicious seafood in Tuân Châu in the evening. Có thấy không? Vậy they are going to eat. Cái gì Hải? Mở mic lên này. Em cô là đây à, rồi chú eat delicious. They are going
to eat seafood in the show. Cái gì seafood? Cô là delicious seafood. Delicious. Seafood. Seafood. Rồi. Nhìn đáp án của bài mình nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ sang phần 5. Phần 5 là gì? Write about the plan for your summer holidays. Ok. Viết về cái kế hoạch của các bạn trong mùa hè này ha. Rồi cái bài 5 này để ở đây. Cô sẽ cho các bạn về viết bằng ok các bạn, bài năm này sẽ là bài tập cho tuần này của các bạn á, nên là ngày mai cô sẽ nhắc lại bài tập cho tuần này của các bạn. Rồi bài năm này mình để ở đây ha, ngày mai cô sẽ giao bài tập này cho các bạn ha. Rồi ok, bài năm này mình sẽ là bài tập tuần sau cho các bạn ha. Rồi ok, cô sẽ đánh dấu nó ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ sang bài tiếp theo. Đó là review 4. Ok, mình sẽ sang bài ôn tập thứ tư ha. Rồi bây giờ part 1, listen and tick. Rồi, listen and tick là gì? À, Quốc Cường. Quốc Cường ơi. Listen and tick là gì? Nghe và tích là tích là gì? Đánh dấu đúng không? Vâng. Rồi bây giờ mình có 5 cái câu tương ứng với 5 cái cột ha. Mỗi một cái cột sẽ tương ứng với 3 đáp án ABC. Mình sẽ nghe xem người ta nói cái đồ vật gì ở trong những cái bức hình này và mình sẽ đánh dấu vào ha. Ví dụ như đáp án đầu tiên gà. Gà là gì? Cá là gì? Và heo là gì ha? Thịt gà là gì? Thịt cá là gì? Thịt heo là gì? Rồi câu 2, chiếc áo này bao nhiêu tiền? Chiếc áo vàng bao nhiêu tiền? Chiếc áo đỏ bao nhiêu tiền? Chiếc áo xanh bao nhiêu tiền? Chú ý lắng nghe nha. Rồi cô sẽ nói bằng tiếng Việt và các bạn sẽ nghe xem người ta nói tiếng Anh. Cái đáp án bằng tiếng Anh đó là tất nhiên cô nói bằng tiếng Việt, các bạn phải tự suy nghĩ xem cái từ đó trong tiếng Anh như thế nào. Và sẽ nghe đáp án người ta nói nha. Rồi, còn câu 3, người ta sẽ hỏi cái gì? Dãy số điện thoại đúng không? Rồi, câu 4, người ta sẽ hỏi về con vật đúng không? Đề đầu tiên là con gì? Ngựa vằn là gì? Chuột túi là gì? Hổ là gì? Rồi câu 5 là những cái địa danh, địa điểm du lịch đúng không? Đầu tiên là gì? Hạ Long Bay đúng không? Vịnh Hạ Long. Rồi ở đây cái nơi nào mà có cầu rồng nè các bạn? Rồi bạn nào cho cô biết cái nơi, địa điểm nào mà có cầu rồng? Minh Thư. Địa điểm nào mà có cầu rồng vậy? Rồi. Đà Nẵng. Đúng rồi, Đà Nẵng. Câu B sẽ là Đà Nẵng. Rồi câu C là gì? Câu C là ở đâu? Ở đâu mà có cái cáp treo ở trên biển này các bạn? Rồi có thể nó là ở biển, nhưng mà cái vùng biển nào đó thì các bạn sẽ nghe xem nhé. Có thể là Nha Trang hoặc là Vũng Tàu. Ok. Rồi cô chỉ các bạn một cái mẹo khi các bạn, trước khi các bạn làm bài nghe này, các bạn trước khi các bạn làm bài nghe, các bạn phải nhìn tất cả các đáp án một lần và mường tượng trong đầu xem cái đáp án đó người ta sẽ đọc như thế nào. Ví dụ như gà, cá, thịt heo thì tiếng Anh nó là cái gì? Rồi ví dụ như cái dãy số này, các bạn sẽ phải tự nhẩm trong đầu mình cái dãy số di động này đọc như thế nào. Và sẽ nghe xem người ta đọc cái dãy số nào, được chưa? Rồi, ví dụ câu 2, các bạn sẽ nghe xem những cái con số, những cái số tiền này đọc như thế nào. Và nghe cái đáp án người ta đọc, được chưa? Như vậy mình sẽ dễ dàng hơn. Chứ ví dụ người ta đọc xong cái mình còn không biết những cái này đọc như thế nào thì mình check vào cái nào, được chưa? Rồi bây giờ các bạn nghe, cô cho các bạn nghe hai lần và cô sẽ sửa ha. Page 70. Review 4. Activity 1. Listen and tick. 1. Where are you going, Mai? To the supermarket. What do you want to buy? My mum wants some fish for dinner. Do you want to come with me? Yes, let's go. 2. Excuse me, can I have a look at the orange t-shirt, please? Here you are.
How much is it? It's 70,000 dong. 3. What's your phone number? It's 0438-531-605. Can you say it again? 0438-531-605. Thank you. 4. Okay, Peter. What animal do you want to see first? I want to see zebras. Why do you like zebras, Peter? Because they're beautiful. 5. Summer holidays start next week. Yes, I love summer holidays. It's a great time. Where are you going this summer, Linda? I'm going to Nha Trang. Rồi, nghe lần hai nha. Page 70. Review 4. Activity 1. Listen and tick. 1. Where are you going, Mai? To the supermarket. What do you want to buy? My mum wants some fish for dinner. Do you want to come with me? Yes. Let's go. 2. Excuse me. Can I have a look at the orange t-shirt, please? Here you are. How much is it? It's 70,000 dong. 3. What's your phone number? It's 0438-531-605. Can you say it again? 0438-531-605. Thank you. 4. Okay, Peter. What animal do you want to see first? Okay. I want to see zebras. Why do you like zebras, Peter? Because they're beautiful. 5. Summer holidays start next week. Yes, I love summer holidays. It's a great time. Where are you going this summer, Linda? I'm going to Nha Trang. Ok, rồi bây giờ cho cô đáp án này. Number one. Which you choose? Ok, Minh Thư. B là gì? Fish. Ok, fish. Good. Rồi, number two, Hoàng Long. Coca-Cola. A là gì? Đọc lên nè. Coca-Cola 70,000 đồng. Đúng rồi, 70,000 đồng. Rồi, number 3. Nam. Coca-Cola C. Rồi, đọc dãy số lên cho cô nghe. 0, 4, 3, 8, 5, 3, 1, 6, 6, 6, 6. Âu hoặc là 0 6, đều được. 6, 0, 6, 0, 5, 5 hả? 5, đúng rồi. Rồi, câu 4. Câu 4 là ai nhỉ? Câu 4 là Quốc Cường. 3, 8. Đọc là gì? Ngựa vàng đọc là gì? Zebra. Đây. Được, hãy nhờ zebra, những con ngựa vàng. Được chưa? Rồi, câu 5 Hải.
Hải, câu 5. Câu 5 là A. Rồi, Hải nghe được câu 5, bạn đã nói đi đâu? Cô là rồi, Hải nghe không được đúng không? Vâng ạ. Rồi, Huyền, Huyền có đáp án câu 5 không? Em thưa cô là... Để em chỉ... À, em có ạ. Câu nào? Câu 5 là C. Rồi, C, C là ở đâu? Em thưa cô là ở cáp treo. Cáp treo hả? Vâng. Người ta nói rõ cái địa điểm luôn mà. Ok, câu 5 ở đâu? À, câu 5 là ở đâu Thư? Nha Trang. Ok, Nha Trang. Rồi các bạn nghe lại và check đáp án. Page 70. Review 4. Activity 1. Listen and tick. 1. Where are you going, Mai? To the supermarket. What do you want to buy? My mum wants some fish for okay, dinner. Okay, fish. Fish little. Do you want to come with me? Yes. Let's go. 2. Excuse me. Can I have a look at the orange t-shirt, the please? The orange t-shirt. Here you are. Come on, gammy. How much is it? It's 70,000 dong. 70,000 dong. Chính xác. 3. What's your phone number? It's 0438-531-605. Okay, 605. Can you say it again? Nhớ là số 8. 0438-531-605. Thank you. 4. Okay, Peter. What animal do you want to see first? I want to see zebras. Zebras. Why do you like zebras, Peter? Because they're beautiful. Okay, ngựa vàng ha. Zebra hoặc là zebras. Summer holidays start next week. Yes, I love summer holidays. It's a great time. Where are you going this summer, Linda? I'm going to Nha Trang. Rồi, nghe chưa các bạn? Nha Trang. I'm going to Nha Trang. Ok, Nha Trang là một cái vùng biển thuộc tỉnh Khánh Hòa ở... có hình như là ở... Ok, ở miền Trung nha các bạn. Ok, ở miền Trung. Rồi. Bây giờ mình sẽ sang bài tiếp theo này. Read and circle. Được chưa? Phần 2 mình sẽ read and circle, nhưng mà bây giờ mình đã hết giờ rồi nên là ngày mai mình sẽ bắt đầu học ha. Rồi các bạn chú ý này, ngày mai mình sẽ vào lớp sớm hơn cho cô và đúng 8 giờ mình sẽ bắt đầu mình học nha. Và mình sẽ học cho đến hết sách luôn, mình còn khoảng 1.5 trang nữa là hết sách rồi. Nên là các bạn chú ý nha, mình học xong rồi và tuần sau mình sẽ sang sách của lớp 5 nha. Ok, goodbye class. Goodbye. Rồi, Hoàng Long nhớ nộp bài cho cô nha. Hoàng Long chưa nộp bài. Và Nam, Nam nhớ về hỏi thầy cách để nộp bài nha Nam. Và nộp bài cho cô Nam, Nam cũng chưa nộp. Goodbye. Em cũng đi rồi. Ok. Goodbye, teacher. Goodbye. Rồi, các bạn out đi các bạn. Goodbye, teacher. Ok. Huyền ơi, ao đi Huyền. Vâng. Hải đâu? Hải ao chưa nhỉ?